Hi everyone, welcome back to my channel Starts Again Go. Ở đây các bạn sẽ phải tìm cách để thoát khỏi ngôi nhà của bà Granny đi. Bây giờ thì sẽ đợi ông ta. I see you. Cắt nguồn điện, sau đó thì sẽ lên trên này. Không có gì trên đây. Okay, let's go. Yeah.
Okay, let's go. Ở đây tiếp tục mình sẽ phải tìm một hộp cứu thương. Chúng ta gần đây, chứng tỏ có thể ở trong này. Subscribe hỗ trợ mình nha. Và bây giờ thì mình sẽ tiếp tục mở cửa 1606. Ok. Thank you.
thành công. Và bây giờ thì mình sẽ sang kênh thứ 3. Srenria, Asilu. Và từ kênh này thì các bạn sẽ phải tìm kiếm tất cả 8 tờ giấy. Các bạn phải đi từng căn phòng một. Đây là một bệnh viện, và bệnh viện đã bỏ hoang khá lâu rồi. Vẫn chưa thấy to nào cả. Một tờ đầu tiên. Rất là nhiều chìa khóa để mở những cánh cửa ra. Chìa khóa này chắc ở bên trong. Thiếu tất cả là 4 chìa rồi. Các bạn đi, các bạn phải nhớ được những cánh cửa nào chưa mở hoặc là thiếu mấy chìa khóa này, các bạn sẽ tìm kiếm. Khi đó thì các bạn sẽ mở ra và tìm đủ 8 tờ giấy. Và khi đủ 8 tờ giấy thì các bạn sẽ về vị trí ban đầu và ấn vào cánh cửa thoát hiểm. Lúc đó thì các bạn sẽ hoàn thành cái tựa này. Đó, như thế mà các bạn sẽ đi xung quanh. Tờ giấy thứ 3. Thiếu tất cả là 4 chiếc chìa khóa, các bạn phải nhớ trong đầu nhé. Đó, như thế và lúc đó thì các bạn sẽ lại đi vào bên trong. Và đây là cánh cửa thoát hiểm cuối cùng. Khi các bạn tìm đủ 8 tờ giấy, lúc đó các bạn sẽ ấn vào cánh cửa này. Và các bạn sẽ hoàn thành cái tựa này, ok. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái game thứ 4, Horror Pro. Let's go. Đây các bạn sẽ phải sinh tồn và là người chiến thắng cuối cùng. Khẩu súng này rất mạnh nên cần phải bắn trúng, nếu không thì lại trở thành gọi là yếu ngay. Thank you.
Ok, và mình sẽ chuyển sang cái thứ năm. Zoom 666. Let's go. Đọc play. Đây thì mình sẽ phải dọn dẹp. Chết từ cửa sổ à? Không đi ra được ngoài. Ok, Surrender 2. You must search 7 lost. Đó là các bạn sẽ phải tìm tất cả là 7 con ma trong map bắt đầu này. Ở đây là 7 con ma sẽ đi di chuyển xung quanh map bắt đầu này. Thì các bạn có thể đi những con đường rộng. Lúc đó thì những con ma, khi gặp những con ma thì các bạn sẽ chụp ảnh săn lùng nó. Còn nếu các bạn đi vào những con đường hẹp thì khi ông Slenderman, ông ta phát hiện ra các bạn và ông ta đến gần các bạn thì lúc đó các bạn sẽ không tài nào có thể chạy được. Ở gần đây có một con ma. Núi này. Phải thật nhanh thôi, không nó chuồn đi mất. Khá là nhanh. Đây rồi. Chạy đi đâu? Ma thứ hai.
đó, và cứ thế các bạn sẽ đi xung quanh bắt đầu này và tìm kiếm tất cả là bởi con ma khi đó, và các bạn sẽ hoàn thành được cái này và thoát khỏi sự bám đuổi của ông ta. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tựa game thứ 7. Before she dumped me. What? What do you mean? Just kidding. Never mind. I'll be there soon. Roger that. I'll... Roger that. I'll meet you back at headquarters. Over. Over. Okay. One day. Thank you.
Let go. Rồi và mình xin phép được clip tại đây. Hẹn gặp lại bạn trong clip tiếp theo.